Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segu đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có, đó chính là Bay Hostile, Liên Xạ và Bên nha. Và đang đi chung với Vi, Cassante 1 sao. Và hai vị tướng đam chính của mình đang có, đó chính là con Jin này 2 sao và đang cầm một cái trang bị lớn nha. Đi chung với Aphelios siêu sao Hostile nha mọi người. Và từ đầu game mất tầm bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là cao luôn á. Khi mà đang còn tới tận là 111 máu nha, ở round 2.7 như này. Tại vì đầu game anh em ơi, lỗ bạc này của mình đang có, đó chính là khổng lồ hóa được cộng thêm 30 máu nha. Mặc dù đầu game thu tới tận là 3 trận nha mọi người, và gần như là nguyên sàn, nhưng mà vẫn còn đang rất là nhiều máu luôn á. Ok, ôi, hàng tướng 3 tiền luôn hả, bán luôn nha mọi người. Và đó là level 4 hơn 50 tiền, wow, khởi đầu game quá ổn luôn anh em ơi. Máu nhiều, tiền nhiều, phơm bài tự ra. Đầu game á, mình nghĩ là ra con Cassante siêu sao Hostile á là hơn lắm luôn rồi đó nha. Nhưng mà nó ra luôn cho mình là Aphelios siêu sao Hostile nha mọi người. Một vị tướng 2 tiền siêu sao đầu game. Ôi, đẹp máu rồi thôi cho hết nước chấm luôn. Mình sắp nâng tầm rồi nha mọi người á. Với lại là để cùng xem cái loại thứ hai á, nó ra cho mình cái gì nữa. Nếu như mà cái loại thứ hai á, nó ra cho mình cái loại hồi máu thì ngon quá. Như là khổng lồ tí hon nè, hoặc là đặt cả tính mạng anh em ơi, thì quá bú luôn á chứ. Thắng nổ ông ta, thắng nổ ông ta. Mình nghĩ thắng được anh em ơi, tại vì Jin có bù đỏ, bắn đốt đốt khá là đau. Và con Aphelios này cũng là tướng 2 vàng 2 sao mà. Ôi, đã bắn một cái lần kỹ năng kìa. Ok, vậy đó là thắng lại nha. Sau chủ thu 2 trận ha. Tuyệt vời mặt trời luôn. Và nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách hoặc là ý tưởng gì muốn mình làm thêm á, thì anh em hãy đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Rồi rồi rồi, để cùng xem thử cái loại thứ hai nào. Ây da, loại vàng hả? Thập tử không anh em ơi? Là ngon luôn á chứ. Đánh nhiều tử nắm rõ và trang bị. Lấy cái trang bị đi anh em ơi. Tí nữa mình đổi đồ nè, đổi ấn nè cho nó dễ hơn. Ok, nâng tầm nào. Chắc chắn phải là như vậy rồi. Bây giờ là mình đang thiếu con Zone với lại là con Set anh em ơi. Hai vị tướng 3 tiền Hostile nha. Ây da, hay Set siêu sao à? Không cần rồi đó. Có ra không đây? Có Set rồi nha mọi người. Zone đâu rồi? Come on. What the hell? Thật sự luôn à, xui như vậy luôn anh em ơi. Ron gần 70 tiền ở level 6 với tỷ lệ Ron tướng 3 tiền tới tận là 25%. Nhưng mà không ra Zone. Wow. Wow. Gần 70 tiền Ron còn đúng 9 tiền thôi. Cực kỳ xui luôn á chứ. Ông này cũng đang hướng tới một cái phơm bài nghèo với Cassante 2 sao, full tăng Aphelios 2 sao luôn kìa anh em. Nhưng mà làm sao mà nâng tầm vẫn được anh em ơi. Nhưng mà mình bắt buộc luôn á là phải cần móc 5 nha. Chứ nếu như mà không ra thì thật sự là có hơi lỏ đó. Ôi, một phát gần như là nguyên sàn cái này mới. Zone nào, không ra tiêu luôn á này mà. Hoặc là level 6 thì là 5 tiền. À dạ, đây. Ok ok anh em ơi. Có rồi. Và đó là Zone, Set, Cassante và Aphelios siêu sao Hostile nha. Và đang nâng tầm với mốc 5 Hostile nha mọi người. Hồi nãy mình tính nói á, là level 6 tỷ lệ ra tướng 4 tiền á, là 5%. Mình tính nói là nếu mà không ra Zone á, thì ra April cũng được. Nhưng mà ai ngờ sau vài lần khóc anh em ơi. Chơi game này á, là mọi người phải vừa chơi vừa khóc nha. Nó mới ra tướng được lần. Sau vài lần khóc thì cuối cùng cũng ra được con Zone rồi anh em ơi. Chưa bây giờ Ron kiếm tướng 3 tiền ở level 6 mà nó khó đến như vậy luôn á. Nhiều khi mấy cái trận mình hơn anh em ơi, thì tự động tầm level 5 á, tầm rau 2 chấm mấy hoặc là level 6 á, mình Ron có vài phát à, hoặc là không cần Ron luôn á nha. Nó tự ra luôn cho mình là con April luôn mà. Ok, đi chợ ra 3 chấm nào. Tại vì lúc đầu game mình lấy luôn cái khổng lồ hóa nên chắc chắn rồi, đây rồi anh em ơi, có thì vàng thì mình sao bú được. Không thể nào mà bú được luôn á. Trời ơi, mất liền luôn chứ anh em. Người ta bú vội luôn á chứ. Z cầm thì vàng đi chung với giáp lưới. À nhầm, đi chung với kháng phép à, quá ngon. Nếu mà mình không lấy cái khổng lồ hóa này á, thì tí nữa mình thua xong đúng không, thì mình sẽ có một cái lượng máu thật sự rất là thấp. Mình mà lấy cái khổng lồ hóa này xong á, thì mình sẽ thua được một cách thoải mái nha mọi người. Còn nếu như mà anh em đầu game có loại khổng lồ hóa nè, hoặc với lại là combo cái loại thứ hai á, mọi người có thêm được một cái loại hồi máu nữa. Hoặc là đầu game á, mọi người có được một cái loại hồi máu như là khổng lồ thứ hon hoặc là nhóm mà có vỏ,
và cái lõi thứ hai á, combo đi chung với một cái lõi hồi máu nữa. Thì mọi người chơi chủ thu 8 trận, nâng tầm cuộc chơi 2 lần á, rất là dễ luôn. Và nếu như mọi người nâng tầm cuộc chơi với mốc 5 HP qua tầm 8 trận á, với 2 lần nha, thì theo kinh nghiệm của mình á, nó sẽ tầm hữu ngàn mấy anh em ơi, tầm 1.100, 1.200 hay là 1.300 đó. Nó sẽ tùy vào cái rao mọi người bấm nâng tầm, với bộ rao 2.3.4 chấm á, thì cái lượng điểm khi mà nâng tầm á, nó sẽ cộng khác nhau nha. Và cái quan trọng nữa là lúc mọi người nâng tầm á, anh em có ăn được nhiều mạng hay không, tại vì đó cũng là một cái lượng điểm cộng thêm khá là lớn nha. Còn nếu như mọi người nâng tầm lúc đầu game á, là mốc 5 steel, xong rồi thu chiêu chiêu đúng không, tới tầm rao 3 chấm á, mọi người lượm thêm được một cái thì vàng nữa, xong rồi nâng tầm một lần với mốc 5 và nâng tầm một lần nữa với mốc 7 steel nha mọi người, thì cơ hữu anh em đạt được á, mình nói thật luôn nha, ít nhất là phải hơn 2.000 điểm. Tại vì sau khi mọi người nâng tầm cuộc chơi 2 lần liên tục mà nó thành công á, thì nó sẽ bonus thêm, nó thưởng thêm cho mọi người á, là một cái lượng điểm khá là cao. Cái hũ càng cao á, thì cái lượng điểm cộng thêm đó nó càng nhiều nha mọi người. Thì nếu mà nâng tầm 2 lần, mốc 5 1 lần, mốc 7 1 lần á, thì nó cộng thêm chắc tầm 1.000 điểm á, thì nó sẽ lên được tầm cái hũ 2.000 mấy á. Uầy, thì tỷ lệ nha sẽ có 10% ra được cho mọi người luôn á, là một cái vị tướng 5 vàng 3 sao ở ra 400 mấy luôn á, hoặc là rao 500 mấy nếu như mọi người nâng tầm nó trễ. Đó là lý do hồi bữa giờ có rất là nhiều anh em đăng lên trên những cái trang mạng xã hội, anh em khoe là được tướng 5 vàng 3 sao rao 500 mấy á, xong rồi mình thấy là có nhiều anh em không biết cách làm như nào, hoặc là anh em không hiểu tại sao mà ra được cái hũ đó luôn á. Thì đây mình giải thích luôn cho mọi người hiểu, nếu như mà anh em nào chưa biết thôi, chứ còn anh em nào biết rồi thôi. Mà mình nghĩ là đối với những cái anh em nào mà nghèo lâu năm á, thì cái hũ 2.000 chắc anh em cũng nắm rõ trong lòng bàn tay rồi, đúng không? Ok, xỏ tiền anh em ơi, cái hũ 300 nào, và đó là... Ơi, hát thì vàng anh em ơi! Ngon rồi, ngon rồi. Nhưng mà hồi nãy giờ có một cái đai lưng à anh em. Bây giờ là phải đợi thêm một cái đai lưng nữa mới đủ. Nhưng mà sao, mình có hộp quà Pandora mà anh em ơi, nói thật với mọi người luôn á. Cái hộp quà Pandora này mình lấy á, là mình chủ yếu là để một là vẽ đồ, hai á là vẽ ấn ở mấy cái rao đi chợ thôi. Ok, với một đống manh đồ như này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, trời, với 9 manh đồ còn dư như này á, mà cái rao sau nó không ra cho mình thêm được một cái đai lưng nữa thôi, đúng không? Thấy không? Cũng phải được một cái chứ anh em. Và đây rồi, một cái form bài 7 HP gọi là chưa bao giờ dễ đến như vậy luôn anh em ạ. Có Garen thay vào luôn nha. Nói chung là sau khi mình nâng tầm một lần á, và với cái loại khổng lồ hóa của mình đang có đầu game, thì mình vẫn đang còn một cái lượng máu thật sự nó khá là cao. Hơn 71 máu nha mọi người. Trời ơi, đồ thì quá trời. Với cái hộp quà Pandora như thế này á, mọi người đổi lại đồ nhỏ nó sẽ dễ hơn với cái việc mọi người lắp đồ lớn xong, xong rồi đợi nó đổi lại nha. Tại vì mảnh đồ nó sẽ ra cho mọi người nhiều mảnh, anh em ghép mấy cái mảnh đồ lại với nhau á, nó sẽ dễ hơn cái việc mọi người lắp cái đồ lớn xong rồi đợi nó ra đâm ra thành một cái đồ lớn khác á, thì nó sẽ hơi khó. Ai da, ông này mạnh vậy. Ông này Senna 2, 3 đồ, Riven 2, 2 đồ mà toàn 2 sao. Nổ hũ xong vẫn thua sắp mặt lợn luôn anh em ơi. Nhưng mà bình thường á, nếu như mà mình nổ hũ xong á, thì cái lượng máu của mình nó sẽ rất là thấp. Thật sự rất là thấp luôn, chứ cần thua tầm 1-2 trận là cút rồi. Nhưng mà trận này đầu game á, mình đếp máu trước khi tới cái tầm mà nâng tầm cuộc chơi á, nó khá là ổn. Cũng như là có khổng lồ hóa nữa, nên đây vẫn là một cái lượng máu chấp nhận được nha. Nhà máy ông anh em ơi, mình còn nhà máy tái chế đó, không có lấy cái loại uống nước nhớ nguồn nha. Đồng minh chung tập hệ với siêu sao á, được cộng thêm máu và tốc đánh nha mọi người. Và cái phơm bài của mình đang muốn hướng tới chắc chắn rồi, là sẽ chỉ có hết steel thôi. Chắc chắn luôn với mọi người là như vậy. Sẽ chỉ có hết steel thôi nha. Đồng minh chung tộc và hệ với siêu sao nha mọi người. Có nghĩa là con Aphelios này đang là siêu sao hết steel, nhưng mà tộc và hệ của nó cũng là vừa hết steel nè, vừa là liên xạ luôn nha. Nên những cái vị tướng nào mà cái tộc hệ liên xạ và hết steel bỏ vào vẫn được nhận ké cái búp này nha mọi người. Cái lõi uống nước nhớ nguồn này á, tại vì mình thấy có khá là nhiều anh em hiểu nhầm cái lõi này. Anh em tưởng là chỉ có cái tộc nào mà siêu sao thôi, giả bộ như hết steel này mới được cộng thôi, nhưng mà không phải nha mọi người. Vừa cả liên xạ mà vừa cả hết steel nha. Nên đây cũng là một cái lõi
nói chung cũng khá là mạnh đó như mọi người. Chốt cái phần bài 10 HST như mình. Nhưng mà 10 HST ở đâu ra thì chưa biết nha anh em. Tại vì mình sẽ cần phải có thêm một cái thì vàng nữa thì mới đủ được. Hoặc là ra đi chợ 5 chấm á. Ui ôi, bú một cái HST nữa. Cái ấn anh em ơi thì quá đã luôn á chứ. Mà nếu như mọi người có bất kỳ một yêu cầu, thử thách gì hoặc là ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha. Hồi bữa giờ mình đăng cũng khá là nhiều video về meta, đồ dị và cả thử thách nha mọi người. Nếu như mọi người muốn xem thêm á, thì hãy cứ bấm vào cái phần video mới nhất ở trên kênh BillStaggy nha. Lại sao thấy à? Giờ cứ đếp máu thôi. Với cái lượng máu của mình hiện tại mà muốn phích máu đi chợ trước á, thì nó cũng hơi khó. Ok, mình chỉ cần lắp hết đồ và giữ lại một cái đai lưng thôi á. Để nếu như mà đi chợ nè, hoặc là đánh quái á, nó có thể rớt ra một cái phần trăm nhỏ nhỏ cho mình là một cái thì vàng á, thì mình vẫn còn mảnh đồ để mà lắp nha mọi người. Còn tất cả những cái trang bị khác á, thì mình có gì mình lắp hết luôn. Tại vì cái mục tiêu hiện tại của mình á, là phải giữ máu cái đã. Cái đó là điều quan trọng nhất nha, phải giữ máu trước cái đã. Ây da, vậy là không đủ cái hũ 300 rồi anh em ơi. Nếu như mà ở rau 5 chấm á, thì có thể được cái hũ 300. Nó sẽ có thêm 25% tỷ lệ nổ được thêm một cái hũ có hai cái thì vàng nữa. Nhưng mà đây là tích điểm ở rau 4 chấm nên hơi khó anh em ơi. Rồi luôn, đã đi chợ 4 chấm không có cái thì vàng nha. Nhưng mà nếu như mà có thì chắc là cũng không tới lượt mình đâu anh em. Ok, trò đem bú 5 vàng nhanh ác à. Mình có 5 vàng ở đây, mới đây. Ok, có Eloy luôn. Tại vì có hộp quà Pandora rồi á, nên mình đi chợ không có cần phải cố gắng lụm đồ làm gì cả. Lụm tướng về, một là xài, còn hai là bán thôi anh em ơi. Ok, có Eloy tướng 5 tiền. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, nó có hai xúc tù. Haha. Đang chủ thắng 2 trận mà. Chắc là mình sẽ bỏ vào chơi luôn nha mọi người. Bỏ nào ta. Còn Ugot đi. Ok. Garen đang kích vệ binh. Ugot thì bỏ vào thì kích siêu quẩy. Ây da, bán thôi anh em ơi. Gặp A đây. Ui, ông này Neko 2 full tăng. Nhìn gớm chưa. Cổ lên, Aphelios tầm này carry thì nó có thể là hơi đuối anh em ơi, có thể là hơi đuối đó. Trời ơi, con này nó trầu như một con bò anh em ơi. Aphelios bắn được nha, có Sojin và vô cực nha mọi người. Và hồi bữa giờ nếu như mọi người chưa biết á, thì mình cũng đang làm lại kênh Biếu và cái mục mà liên minh hiện thoại nha. Tại vì ở trong cái dịp Tết này á, thì Riot sẽ mở lại cái chế độ đó chính là UREP. Nếu như mọi người có muốn xem mình đánh thêm vào UREP nè, hoặc là liên minh đó, với những cái build đồ dị thật sự là rất là chất lượng ha, anh em hãy đừng quên qua kênh BU nha. Ok, một đống tiền và thêm được một cái trang bị lớn anh em ơi. Cái lượng tiền này mình nghĩ khá là ổn luôn á chứ. Tại vì nó sẽ bù lại cái lượng tiền của mình đã mất ở tầm đầu game. Khi mà mình roll ở level 6 nó quá nhiều quá. Hồi nãy mình roll gần 70 tiền ở level 6 anh em ơi. Để mà kiếm con Zone với lại con Seth thôi. Đó là một cái lượng tiền thật sự là bỏ ra xứng đáng anh em, tại vì nổ được hai cái thì vàng mà. Quá ngon luôn. Mà nếu mà tích điểm ở round 5 chấm á, thì có thể đủ được cái hũ 300 rồi đó. Nhưng mà đây là tích điểm ở round 4 chấm thì cái điểm nó cộng ít hơn, thì không được cái hũ 300 nha. Xém được thôi anh em ơi, xém được thôi. Thắng được. Let's go. Và đó là chủ thắng 4 trận rồi anh em ơi. Cơm bách là cái nhẹ luôn á chứ. Gặp A đây mọi người ơi. Ok, lắp luôn Eloy là dắp máu luôn á nha. Tướng 5 tiền cầm ba cái trang bị lớn để trâu như thế này. Ui, ông này cũng 5 hết steel nè. Kai'Sante, siêu sao, Yone, Seth với lại là Aphelios. Cũng là một cái dân nghèo đích thực ở đây. Ok, bum. Thắng được. Thẳng được anh em ơi. Hai cái lỗi vàng đầu game á, anh nhầm, một lỗi bạc và một lỗi vàng đầu game của mình đang có, thì không có cái lỗi nào gọi là lỗi combat cả. Nó chỉ là tăng sức mạnh thêm ở ngọn combat thôi anh em ơi. Anh em phải tận dụng được cái điểm mạnh này á, thì trong combat nó mới mạnh nha. Còn cái lỗi combat duy nhất của mình đang có, đó chính là
uống nước nhớ nguồn thôi, được cộng tóc đánh và là được cộng thêm máu thôi. Nhiều khi á, mình lấy lõi thì có rất là nhiều anh em chửi mình là thằng này lấy lõi ghè thế, hoặc là không biết lấy cái lõi mà cho đúng cái đội hình. Nhưng mà thật sự là mình đang lấy cái lõi nào mà nó phù hợp và nó giúp cho mình lên được mốc 10 hết steel hoặc là nổ hũ tan bít một cách dễ nhất thôi nha. Nếu mà riêng mình á, mình thấy cái lõi bạc ngon nhất á, một là trẻ khỏe tự do để mà đi chợ trước lầm thị vàng, bố được mấy cái thị vàng trước hoặc là lầm mấy con trước anh em ơi. Còn hai á là khổng lồ hóa nha. Đó là những cái lỗ bạc thật sự là rất là phê. Còn nếu như mà xét ở tầm ra 3.2 hoặc là 4.2 á thì em biết rồi, lỗ bạc mà mình hay làm video nhất cũng như là mọi người xem nó cũng khá là phê phê á anh em ơi, phê phai á, đó chính là xây bài tự động nha. Đấy, nó sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của mọi người khi mà lấy lỗi thôi. Còn riêng về cái lưỡi vàng đầu game ngon nhất á thì có thể là nhỏ mà có vỏ, còn ở tầm giữa game á hoặc là đầu game luôn cũng được nha mọi người, là nhà máy tái chế nha. Đó sẽ là những cái lõi nó giúp cho mình lên được 10 hết tiêu nè, hoặc là giúp cho mình có mấy con mà mình muốn nó dễ hơn anh em ơi. Thì cũng cảm ơn mọi người đã xem video của mình và góp ý ở trong một khoảng thời gian vừa qua. Mình biết là mình sẽ còn rất là nhiều những cái khiếm khuyết cần phải sửa đổi á, và cũng cảm ơn anh em nhiều vì đã góp ý nha. Mình sẽ cố gắng mình phát triển hơn ở trong tương lai nha. Cái này bỏ vào á là sẽ có đấu sĩ, nhưng mà mình đang muốn thắng ở cái mốc 200 thôi anh em ơi. Tại vì bây giờ là không đủ mốc 300 rồi. Nhưng mà tầm này thua á là cũng được nha. Nếu mà mình thắng á thì mình sẽ có được điểm ở cái mốc 200, và ở cái mốc 200 này á thì mình sẽ có hình như là 20% nó ra cho mình là một cái sắc chuẩn ấn. Còn nếu như mà mình thua á thì nó sẽ lên mốc 300 nha mọi người, với 25% tỷ lệ ra cho mình được hắc thì vàng. Thì hũ nào cũng ngon thôi. Ok, cái này là hũ 200 nha mọi người. Tại vì hũ 200 nó sẽ phân chia thành 3 mốc 200, 250 và mốc 300 nha. Thì đây vẫn đang là cái hũ 200 thôi. Ok, đi chợ rau 5 chấm này thì không có bất kỳ một cái thì vàng nào cả, cũng không có bất kỳ một cái ấn nào không lắp được từ thì vàng anh em ơi. Nếu như mà chỉ cần có được một cái ấn mà lắp được từ thì vàng thôi là mình lấy về chắc chắn với mọi người luôn là như vậy. Tại vì mình có hộp quà Pandora mà. Và cái hộp quà này mọi người nên nhớ nha, cái ấn nào á mà lắp được từ thì vàng thì nó sẽ random, nó đổi lại ngẫu nhiên á thành một cái ấn mà lắp được từ thì vàng nha, và ngược lại luôn nha mọi người. Trời ơi, một cái Neko à, nếu mà có ấn rồi thì thôi cho bú vội luôn anh em ơi. Chẳng lẽ nó random mà từ rau 5 chấm này tới rau 6 chấm mấy nó không ra cho mình được con hết tiêu à? Tại vì mấy con mà lắp được từ thì vàng á nó cũng chỉ có vài cá thôi anh em ơi. Nó random qua lại mình nghĩ là tầm vài rau thôi á, thì tỷ lệ ra được cái ấn mà mình muốn á nó cũng rất là cao nha. Tại vì ấn lắp được từ thì vàng có mấy cái à, thoải mái luôn á chứ. Nhưng mà nếu như mà hồi nãy mình thua á thì nó sẽ quất một phát từ mốc 190 lên mốc 300 mấy luôn á nha. Thì nó vẫn sẽ ở trong cái tầm cái mốc 300 thì mình vẫn sẽ có cơ hội nổ được hai cái thì vàng thôi. Mà không thua nổi anh em ơi, đồ của mình nó nhiều quá. Mà công nhận trận này đồ của mình nó nhiều vải đá luôn anh em ơi. Nhiều thật sự luôn á. Không biết tại sao mà nổ hũ hay là đánh quá rất nhiều đồ thật sự. Ilawi full đồ, Eco full đồ, Affiliate full đồ, Lucian 2 món, Zone với lại set á, mỗi đứa một cái bóc đồ nha mọi người, thì gần như là full đồ luôn rồi. Đồ nhiều vải đá anh em ơi, chịu luôn á chứ. Ok, bỏ tạm Mizin ra nha. Mình vẫn sẽ giữ lại một cái đai lưng á, tại vì ở ra đi chợ 6 chấm á, nếu như mọi người chưa biết thì nó vẫn sẽ có tỷ lệ nho nhỏ thôi. Nó ra cho mọi người á là một cái vị tướng cầm cái thì vàng. có tỷ lệ nha mọi người. Và với cái lượng máu 60 này của mình đang có nè, thì chỉ cần mình lên được cái mốc 10 hết tiêu thôi á thì mình sẽ nâng tầm cuộc chơi được tới tận là 2 lần liên tục. Thì nếu như mà 10 hết tiêu mà nâng tầm cuộc chơi ở rau 6 chấm mà còn 2 lần liên tục nữa thì mình hứa với mọi người luôn á, ít nhất cái hũ đó là phải tầm 3.500, 4.000 trở lên nha. Thật sự là một cái điểm khủng bố luôn á. Thẳng được, ông này cũng là một cái phơm bài nghèo, cũng là hết steel anh em ơi. Ây da, cái trận này nhiều năm chưa hết steel nha. Ok, thắng được nha, sắp level 9 luôn nè, với chuỗi thắng 9 trận rồi á. Có Zone, có Zat, cứ mua thôi. Ui dồi, ông này có phơm bài ác quỷ vậy.
Senna 3 sao, Kenen 3 sao, Riven đang roll 3 sao luôn nha mọi người. Mình thắng nổi không ta? Ây, Lucian bắn khô money mới. Lucian, trời ơi, Lucian nó bắn như vậy sao mà thua được anh em ơi. Cứ mới vào game á, nó cứ chỉ thẳng cái ủ súng của nó, bắn vào ngay cái con Senna kia là thua sao nổi. Ông này cũng đang là một cái phơm bài xấu hết tiêu nha. Chiu. Trời ơi, Senna nó mạnh kìa. Ủa, ông top 3 gặp cái bạn ảo của ông top 2 thua luôn rồi kìa. Ai, khó cho tôi quá vậy, khó cho tôi quá vậy. Một trận nữa. Nếu mà rau 6 chấm á, mình nghĩ là chỉ cần bỏ mốc 5 hết tiêu thôi mọi người ơi. Thì khi mình thắng á, và mình ăn mạng nó đủ á, thì nó sẽ tầm ở mốc 330 hoặc là 350 nha. Thì nó vẫn nằm trong cái khoảng á, là mốc 300. Thì vẫn sẽ có cơ hội nó nổ ra cho mình là một cái thì vàng. Anh nhầm, hát cái thì vàng chứ. Vẫn có cơ hội nha mọi người. Chứ còn nếu như mà ở tầm rau 6 chấm như này, cái lượng điểm của mình đang có là 286 á, mà mình chỉ bỏ mốc 7 HST vào á, thì mình nghĩ nó sẽ dư điểm á, nó lên tầm 400 mấy điểm thì nó sẽ vượt qua cái mốc đó 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 rồi. Mình đang muốn á, là điểm của mình nó ở mốc 300 thôi. Nên bỏ mốc 5 HST thôi nha mọi người. Nó cũng nhân 5,5 rồi. À nhầm, nó cũng nhân 2,25 rồi. Ok, và đó là mốc 321 điểm nha. Và đó là có không đây, 4 cục nha mọi người. Wow, tuyệt vời luôn. Ê, cái trò này hơi ảo quá nha. Nổ hũ ra cho mình hai cái hũ 300 liên tục là 4 cái thì vàng á. Cái này thì 10 hết tiêu phải gọi là quá dễ rồi anh em ơi. Bây giờ là thiếu con kia nữa, phải là con April à. Mẹ, kia nè anh em ơi, April đâu? Đây, cỏ luôn. Let's go. Ê, từ dương nào ta. À, con set anh em ơi. Ok, ok, một cái ấn nè. Rồi, 10 hết tiêu. Ok anh em ơi, đội hình của này của mình chắc thắng được á, tại vì nó đông quá rồi. Nếu mà tính luôn cái hai cái xúc tù của con Illaoi này của mình đang có, thì mình phải hơn ổng tầm 5 slot tướng. Nó quá là nhiều tướng để con Senna là một mình nó bắn hết được anh em ạ. Ui, hên quá, chưa đi nha. Trời ơi, ấn quá trời ấn luôn kìa. Mà tầm này thì mình không có cần ấn, cũng như là không có thời gian để đổi ấn nữa anh em ơi. Vì còn hai cái thì vàng nổ ra còn hẳn dư một cái nè. Ok, bây giờ mình sẽ nâng tầm cuộc chơi nha. Chắc chắn là như vậy rồi. Zin 2 sao bán luôn nha mọi người. Mình đang muốn để một cái phơm bài nó yếu nhất có thể vào luôn á. Đây, tách đồ Efe ra nè. Bán Illaoi nè. À, từ nha, con set này nó cầm đồ chuẩn hơn á. Chắc nó sẽ mạnh hơn á anh em ơi. Rồi, thật sự là cái phơm bài của mình nó không còn gì để mà chơi game luôn rồi đó. Nó còn con Lucian nữa, có nên bán luôn không ta? Để Lucian ở trên cho nó chết trước anh em ơi. Đây, cái phơm bài của mình là nó yếu nhất luôn rồi đó. Dù nhiều slot tướng nhưng mà không có tướng carry, không có tướng tăng cơ, không lắp tầm mười mấy cái trang bị lớn rồi, thì lấy gì mà ăn được cái ông này. Ê, với cái lượng máu này của mình đang có, nâng tầm 2 trận liên tục với 10 HP anh em là được nha, đủ chắc luôn á, tại vì rau 6 chấm mà. Ơi, thua nổ vậy, what fuck. Đừng là thắng nha, thắng là hơi mệt đó. Rồi, thua luôn, thua 4 con, đẹp luôn á chứ. Rồi, thua một trận chiêu, lên tầm 1000 điểm thôi anh em ơi. Tiếp tục là nâng tầm nha, phải là nâng tầm 2 trận á, thế nó mới đẻ chứ. Ui, một cái thì vàng với lại là một cái ống nữa nè. Lắp luôn 11 hết tiêu cho nó vừa đủ. Rồi, nó quá là nhiều anh em ơi, quá là nhiều hết tiêu. Lúc đầu game á thì thiếu lên thiếu xuống, chứ tầm ở cuối game như thế này á thì nó lại là quá dư nha. Mình đang lắp những cái trang bị mà mình có thể cần xài ở những cái rau sâu để mà cơ mắt lại cho nó dễ nha. Nhưng mà mình nghĩ là với cái việc mà nổ cái hũ mà tầm 3000 điểm á, thì bất kỳ một cái hũ nào cũng được, thì nó sẽ giúp cho mình chắc chắn luôn là top 1 luôn rồi đó. Tại vì cái hũ 3000 điểm nó thật sự là ác quỷ luôn anh em. Nó toàn là cái hũ phải gọi là siêu to khổng lồ luôn à. Mọi người không có cần làm gì, chỉ cần nổ cái hũ 3000 thôi thì 100% đó là top 1 rồi, trừ khi mọi người đầu hàng.
Rồi 1.900 nha. Đây mọi người cùng xem nào, nó bùng một phát nào. Đấy, bùng một phát từ 1.900 lên 3.500 nha mọi người. Phát cái đấy. Và đó là hũ gì đây? Hoài. Hũ full độn sáng anh em à. Ê, nhưng mà nó cho tất cả tướng của mình đang có trên sàn đấu và đang có ở hàng chờ luôn nha mọi người, thì được thêm 3 trang bị sáng mà là đồ chuẩn luôn, nó mới vải đái chứ. Ê, bữa giờ mình tưởng á, là nó chỉ cho full trang bị sáng của những cái vị tướng nào mà trên cái hàng đấu thôi mọi người ơi, là mình bỏ sân vào á, là mình bỏ tướng vào sân á. Chứ mình không biết là nó còn cho thêm đồ ánh sáng ở những cái vị tướng mà đứng hàng chờ nha. Ui, bây giờ thua nổ ta, tại vì ở rao 700 á, với 27 máu như này thì mình vẫn có thể dư xăng thua được thêm một trận nữa. Nhưng mà mình nghĩ là khó đó anh em. Tại vì nếu mà mình thua thêm được trận đó là mình sẽ tiếp tục nổ được cái hũ 3.000 nha. Nhưng mà cái phơm bài mà full độ ánh sáng như thế này thì khá là khó để mà thua, mà mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mà. Nói chung mình đếm xương xương á là phải hơn 40 món trang bị sáng anh em ơi. Tại vì trên sân của mình á, tầm này là có 10 con, ở dưới á là tầm phải 4-5 con nữa, mà mỗi con nó được cầm 3 trang bị sáng anh em ơi, thì cũng tầm 40 hoặc là hơn 40 trang bị sáng luôn rồi. Thấy không? Khó để mà thu lắm anh em ơi. Full đồ ánh sáng mà, và đó là top 1 nha. Ok, và GG tất cả mọi người nha. Bye bye.